Chào tất cả mọi người nha, mình là Bilsagu đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, úi xồi anh em ơi, nâng cấp tướng người từ Roll 2.1 và Ash cái 6 với lại là Lee Sin, ba cái nâng cấp tướng này khá là cùi. Chắc là mình sẽ xây lõ đi mọi người ơi, kiếm cái khác đi. Ezreal, Tài Lon với lại là Găng Bài Lăng à. Nếu như mà ngon nhất hiện tại nha, là lấy cái nâng cấp Tài Lon anh em ơi. Tại vì mình đang có sẵn một con Tài Lon 2 sao rồi, phòng chơi giao. Nhận một tài lon nhận 60 năng lượng và khi hạ gục kẻ địch nhận được thêm 40 năng lượng nữa ha. Cái này chắc chắn luôn nha mọi người, là dịch thuật của bên Gana nó dịch sai đó 100% luôn. Tại vì cái lõ này là mình đã từng chơi ở trên server BB rồi. Nếu mà dịch đúng á nha, sẽ là cộng 60 sức mạnh phép thuật. Rồi khi mà tài lon giết một mạng được hồi lại 40 mana thì đúng nhất nha. Chứ cái này là Gana dịch hoàn toàn sai nha. Không biết là sau này có sửa lại không, nhưng mà ảnh hưởng tới cái trải nghiệm game đấy. Nhiều khi mọi người tưởng nó cộng 60 mana thật thì nó lại hơi bé. Tại vì con Tài Lon này cái lượng mana gốc chỉ có đó chính là 70 mana thôi. Cộng 60 mới vào đánh thường phát xài skill nó lại không được. Cái con Tài Lon này là một cái vị tướng một vàng carry gây sát thương phép nha mọi người. Nên anh em cần phải lắp cho nó những cái trang bị như là quyền trượng nè, găng bởi thạch nè, mũ thủy hoặc là cuồng đao nha, nó sẽ mạnh hơn. Chứ đừng nên lắp cho Tài Lon những cái trang bị như là vô cực hoặc là trang bị đam vật lý là ok rồi. Hiện tại thì cái lõ này nó cho Tài Lon một cái nội tại, đó chính là hồi lại 40 mana mỗi khi giết một kẻ địch khá là bé đấy. Tài Lon có 70 mana thôi, giết mạng hồi lại được 40, đánh thường thêm 3 phát nữa. Cái này là chưa tính tới việc mà tên bạn đánh thường lại mình nữa nha, nó hồi còn ghê hơn nữa nha mọi người. Cái form bài này mà còn thua được à? Wukong, Tài Lon với lại là Blitz 2 sao, ba con tướng một vàng 2 sao sớm như vậy. Nhưng mà thiếu một cái là mình không có kích hoạt bất kỳ một cái tộc hệ nào cả, nên thua là cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Không sao, không sao. Tài Lon này thì nó có hai hệ đó nha mọi người. Một là ngu binh, còn hai là ngộ đạo. Hai cái hệ này đang cực kỳ bé ở trong cái meta này luôn á. Mình có thể kể xương xương ra những cái vị tướng ngu binh với lại là ngộ đạo đang gọi là đang làm bàn bão luôn á mọi người ơi. Đang gây bão tất cả mọi server với cái meta của nó luôn á. Như là con Viego nè, con Aphelios nè, và con Tài Lon này cũng là một trong số đó nha. Rất là bé luôn nếu như mọi người có nâng cấp tướng. Lại thua rồi. Nhưng mà tầm này thua cũng đẹp bên đây mà. Thua toàn thua ít không à. Với lại là mình cũng đang có chơi tướng một vàng á. Nên mình cũng còn đồ chuẩn. Thua đi phít máu lấy đồ chuẩn cũng được. Không sao. Ra Ezreal nhiều vậy ta. Bây giờ mà ra Silas thì ngon. Ra Silas mình bỏ vào kích luôn cái ngọn đạo nè. Ồ, Annie, ngu binh cũng được ha. Bỏ vào đi. Kích được cái tộc hệ này là mình mừng lắm rồi. Trời ơi, lên được bang tướng một vàng 2 sao. Không kích được cái tộc hệ gì cả. Cụ bắt quá. Bỏ luôn nha mọi người. Bỏ CV với lại là Galio vào nè. Kích được thường dân. Cái thường dân này mọi người cũng hiểu sai luôn á. Tại vì nó cũng dịch sai luôn mọi người ơi. Nó dịch sai hết luôn. Mình không biết là còn dịch sai cái từ gì nữa hay không. Nhưng mà cái thường dân này á, ở trong đây nó dịch là hồi mana mỗi giây, nhưng mà thực chất á, nó hồi mana theo mỗi 2 giây nha. Và hồi mana dựa theo kích mốc thường dân 1, 2 với lại là 3 nha. Hồi càng nhiều mana khi mà mốc thường dân nó càng cao, nhưng mà hồi mỗi 2 giây nha mọi người. Mà ở trong đây thường dân nó là dịch hồi mỗi giây, dịch sai vãi đá ngày mai ra. Nên nhiều khi thông tin của mình đưa tới mọi người hoặc là thông tin mà mình cập nhật á, nó cũng hơi bị lệch tí. Tại vì bên BB nó dịch phát, giờ đã dịch phát mình không biết làm như thế nào luôn. Và còn rất là nhiều lỗi đang bị dịch thuật sai nha. Giống như cái lỗi kim cương mà găng hắc đồ á, cho một cái găng xong rồi đồ chuẩn các kiểu á nha mọi người. Nó dịch là cho hai cái găng đạo tặc, mà trong đó nó chỉ cho là hai cái mảnh găng đạo tặc thôi. Đấy, dịch sai vãi đái luôn. Nhiều năm tưởng là ui, lấy cái lõ này kim cương mà còn vừa được hai cái găng lắp đồ cho hăng tướng được đồ chuẩn nữa thì hết nước chấm. Nhưng mà cú lừa, lấy về xong một phát được đúng hai cái mảnh găng anh em ơi, thế là bốc xích luôn, bị rất là nhiều luôn à. Và mình đã từng bị rồi nên mình mới biết nha. Và cũng có nhiều lõi á, mình đã từng chơi ở trên server BB rồi á. Ở trên server đó thì cái việc mà dịch thuật bị sai nó rất là hiếm luôn. Thường là Riot người ta bỏ tiếng Anh vào á, nên hiếm sai lắm. Sai khi nào mà từ cái tiếng này mình dịch qua cái tiếng khác thôi. Không biết là ở những cái server khác đó, có bị dịch sai không, nhưng mà ở server Việt Nam mình mà thấy dịch sai hơi nhiều á. Không biết là phiên bản sau có sửa lại không, nhưng mà cái này ảnh hưởng đến trải nghiệm game nhiều quá nha.
Đây, Tài Loan 2 sao cầm diệt khổng lồ với lại một cái quyền trượng. Hiện tại là những cái vị tướng carry đó mình đều cần, mình nghĩ là đều cần một cái diệt khổng lồ như là con CV, April, As, Tài Loan hay là những cái vị tướng ba vàng khác như là Senna, The Raven đó nha mọi người. Rất là cần luôn, anh em cứ nhìn đi, giờ ông nào cũng chơi cái form bài siêu nhân, bây giờ ông nào cũng chơi một cái form bài mà tướng 3 sao hoặc là thần giáp nhiều vãi chưởng ra. Nếu như mà không có gì khổng lồ đánh tới sáng mai luôn. À. Ác chua, bị đấm sắp mặt luôn. Thầy hồi nãy cái trận kia thua luôn đi, cái trận kia lại thắng ở đây mà. Cái trận kia nó lại thắng với cây chứ. Thua là mình được chủ thua 4 trận rồi. Ok, cái trận này chắc chắn rồi nha. Mình sẽ test thử cái vị tướng Tài Loan 3 sao này carry với một cái lỗi nâng cấp tướng tên là phòng chơi gieo nha. Đấy, dịch mấy cái này ok nè. Dịch tên khá là hay. Như là cái lỗi nâng cấp tướng của con Nazareth đó mọi người, tên là sống bằng tình cảm, hoặc là farm nữa, farm mãi á. Dịch gọi là rất là thuần Việt nha. Đọc cực kỳ dễ hiểu luôn. Cái đó là chấp nhận được. Còn mấy cái này dịch sai thì ảnh hưởng đến trải nghiệm game nhiều lắm. Tại vì cũng có nhiều anh em bình luận cũng như là bóc bài ở trong group á, phàn nàn khá là nhiều. Cái con Tài Loan này có hai hệ nha, một là ngu binh. Tướng ngu binh á sẽ bất tử khi mà xuống một máu và được tăng thêm tốc đánh dựa theo phần trăm máu đã mất nha. Có nghĩa là tướng ngu binh á mất máu càng nhiều, tốc đánh càng cao và sẽ bất tử được một lần một giây. Đấy, thấy không? Bất tử đó. Thua mà thua ngon thế này, hồi nãy thua đu là quá ngon anh em ơi, chỗ thua 5 trận luôn. Còn một cái nữa là hệ ngộ đạo nha mọi người. Cái này thì ngộ tại khá là đơn giản thôi. Bỏ ngộ đạo vào, tướng ngộ đạo được tăng thêm sát thương. Và thằng nào mà còn sống cuối cùng á, thằng ngộ đạo còn sống cuối cùng nha, được tăng thêm một chút sát thương nữa. Anh em mà có Tài Loan 3 sao sống ngộ đạo thì thôi chứ, một mình nó còn sống nó cần hết luôn. Với lại là mỗi lần mà Tài Loan nó xài skill á, nó sẽ hồi máu lại dựa theo phép thuật của nó nha. Càng nhiều phép á, chọn một phép hồi máu nó càng nhiều thôi. Đây chọn phép nè. Đó, hồn khúc máu, thấy không? Chọn phép nè. Đó, hồn khúc máu. Cái này mới là Tài Loan 2 thôi nên hồi máu nó còn hơi yếu một tí. À, nhầm anh em ơi. Nếu như mà Tài Loan giết mạng á thì Tài Loan mới hồi máu. Sorry mọi người nhiều nha. Nhiều khi thông tin của mình đưa tới mọi người nó có hơi xa lệch tí á, mong mọi người thông cảm. Tài Loan phải giết được tướng đó mới hồi máu lại. Sorry anh em nhiều. Đây, Tài Loan 7 con rồi nè. Nếu như mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, hay là có góp ý gì về những thông tin mà mình đưa ra thì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai ở đâu và sẽ cố gắng khắc phục và nói đúng cái thông tin đó ở những cái video tiếp theo nha. Và mong mọi người ủng hộ cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Trời ơi, công tấp 1 vẫn là 100 máu mà nhìn rén thế. Ui, ông này nâng cấp Vi với cái phơm bài là đạo chích, có cây lê, có Yasu, có kẻ Blitz răng 2 sao, mạnh ác. Giọt nè, giết một tướng được hồi máu, còn được hồi mana nữa. Có khác gì Tài Loan nó đang cầm cả hai cái lõi, một là chiến lợi phẩm, còn hai là nguyên tố luân đâu mọi người. Không khác gì luôn á. Cái lõi thì được một mạng thì được hồi mana, còn cái nội tại của nó một mạng thì được hồi máu. Có khác gì cầm hai cái combo lõi đâu. Ảo thật đấy. Để xem thử cái lõi thứ hai nha. Trong một trận chỉ có được xuất hiện một lần một lõi nâng cấp tướng thôi nha mọi người. Không có xuất hiện cái lần thứ hai. Năng lượng xanh thì hiệu thường dân với lại là khảm bảo thạch. Mình hết lần xây lõi rồi, chắc chắn bắt buộc là phải lấy thôi. Thôi lấy luôn cái khảm bảo thạch nha. Chọt kỹ năng có thể chí mạng, hợp lý. Khỏi cần phải lắp thêm cái găng bảo thạch. Cái món cuối cùng này mình có thể lắp những cái trang bị như là mũ thủy, hoặc là kiếm súng, hoặc là thích thì thêm một cái quyền trượng nữa cũng được. Nó có hồi máu, nó có hồi mana rồi, có thêm chí mạng khi mà sử dụng kỹ năng luôn rồi, ác nhô. Còn Tài Loan mình lo được 3 sao thì cũng rất là gì về này nọ đó. Cái quan trọng á, chủ yếu là mình chưa có ngộ đạo thôi. Nếu mà có ngộ đạo để tăng được thêm đam, nó chọn phát chết luôn thì được. Ông này level 6 à.
Mình sẽ slow roll ở level 5 nha, để kiếm tài lon 3 sao trước đã, xong rồi tính gì tính tính tiếp. Tài lon lướt chọt, đúng rồi, gì đó, đúng rồi. Chọt, ok, hợp lý, chọt. Hồi máu, hồi máu, hay quá. Tích được 3 stack quyền trưởng đó, giờ hơi bị mạnh rồi. Chọt, ui rồi. Chọt, wow, 5 stack rồi nha. Đừng khinh thường. Khinh thường tài lon, carry và cái kết. Gần 5 cái đam anh em. Kinh, kinh, kinh. Tài lon nhận được 60 sức mạnh phép thuật nha. Với cái lõi nâng cấp tướng này. Và nếu như em chưa biết á, thì một cái gậy nó chỉ cho tướng là 10 sức mạnh phép thuật thôi. Cái này là tương đương với 6 cái gậy luôn. Có Silas luôn nè. Cái này là ngọ đạo nha mọi người. Một con tài lon nó lên được 3 sao à. Bản bất tướng cái đã. Con Nizot này là linh vật nè. Mà bây giờ chưa có slot bỏ vào đâu. Ông này Yumikari. Wow. Cái bài Yumikari này là mình đã có làm một cái meta về nó rồi nha. Với một cái nâng cấp tướng Yumi. Cái form bài Yumi này á, mình đang thấy là nó có hai cái form bài lượng 1 á, là Yumi đi chung với vệ binh tinh tú và tinh nhân. Hai á, là Yumi đi chung với siêu nhân. Roll 3 sao càng nhiều là càng tốt. Cái phần bài siêu nhân bây giờ nói chung là tướng nào 3 sao thì mình thấy nó cũng kẹp được đi chung hết hay sao với mọi người. Ash, Kayle, Găng Bà Lăng, rồi Yesu, giờ đến Yumi luôn. Nó vẽ ra những cái phần bài rất là dị luôn á. Và lịch đăng video của mình nó sẽ là từ 2 đến 3 cái một ngày nha. Meta thì mình đăng đều thôi. Anh em cứ lấy đi, mình ra đợt thứ hai à. Ông tấp tán đồ hoàng rồi. Ủa lắc 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 lắc. Trời ơi. Xem lấy lộn đồ luôn mọi người à. À mà còn cái đồ gì đâu để mà lấy lộn. Kiếm cung gậy các kiểu nước mắt lấy hết rồi. Còn đồ tăng không. Nhưng lo lâu mạng nó bị giật giật lên lát vãi đá nhà máy luôn mọi người. Tài lon 3 sao nào, come on. Tài lon của tôi đâu rồi? CV2 Alistair. Còn đúng con tài lon không lên à. Cay thế. Đang chuỗi thắng 2 trận khá là ngon nha. Thú tượng. Một cái chùy phản kích. Hoặc là một cái máy chiếu. Lắp luôn thuốc tự tăng cơ đi. Một cái form bài mọi người chỉ cần có tăng cái đam là ok. Không có cần suy nghĩ gì nhiều. Chọt, ok. Tài lon. Chọt, úi dồi, đầu, úi dồi. Một chọt một mạng anh em ơi, một chọt một mạng nha. Chủ thắng 3 trận, chủ thắng 3 trận. Mong là được tài lon 3. Tiếp tục giữ được cái chủ thắng này là bú luôn á. Ngu binh nè, mới kích được hai thôi. Tài lon ba não, cái đậu xanh trước đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung lên level nha. Chỉ cần lên tầm level 7, level 8 á, mình kẹp thêm Aphelios với lại là con Vigo vào để phụ đam thì thôi chứ. Quá đẻ luôn anh em à. Tại vì nếu như em chưa biết á, thì con Aphelios với lại là con Vigo là hai vị tướng carry chủ lực đang có meta là cấp S và cấp S cộng nha. Và con Vigo này nó có tận là hai cấp phân bài. Aphelios á, thì mình đang tìm hiểu và đang thấy rằng nó đang có tận 3 phân bài khác nhau nha. Mà thường Aphelios đó người ta sẽ chơi cái phân bài kết hợp đi chung với Exodia là nhiều hơn. Và mình cũng đã có làm một trong 3 cái phân bài đó rồi nha mọi người. Mạnh ác luôn á, mạnh lỗi luôn mà. Cấp S với lại là cấp S cộng mà nó phải khác bọt chứ. Tài lon chọn nè, ok. Carry được anh em à. Tài lon bạc, nó phải khác. Chót, ok. Xôi ôi. Cái lõ này sẽ cho tài lon là hồi lại 40 mana mỗi khi mà giết được một mạng nha. Và cái lượng mana gốc của tài lon chỉ có 70 thôi. Chọn liên tội luôn. Đây, ngoại đạo có rồi, có Camilla, Silas và Talon. Đây là ba tướng ngoại đạo rẻ nhất.
Và nếu như mọi người mà muốn chơi một cái form bài 6 ngồi ngồi đèo thì phải có ít nhất một cái ấn nha, không là cũng hơi khó. Đây ba ngồi đèo, bốn ngu binh ngồi đèo thì tướng tăng cơ nhiều lắm. Alo, nhầm, ngu binh chứ, ngu binh thì tướng tăng cơ nhiều lắm. Alita, Fiora, Annie, tầm lâm, từ lưu, hộp dưa luôn. Bây giờ là mình phải tối ưu hết cái lượng đồ mà mình đang có thì mới mong giữ được cái chủ thắng này. Tại vì anh em hồi nãy giờ mình thấy toàn chơi là những cái form bài slow roll không à, là những cái form bài tướng 1, 2 với lại là 3 vàng carry. Mà những cái form bài này nha, nó mạnh rất là sớm lúc đầu game luôn. Mình không có bung tiền sớm, mình không có cái lắp đồ sớm là thua chắc. Đây, cố gắng tối ưu hết cái lượng đồ mình đang có luôn đi. Lắp được 5 trang bị lớn rồi đó. Ông này là yes, Senna. Senna đi chung với xả kích và quân cảnh laser carry à. Trời, ta lo một chọn một mạng mọi người ơi. Cái đá, trời, chọn một cái 6 đam ạ. Trời. Wow, 8k7 đam, holy shit. Nó một chọt còn 1-2k đam không. Lâu lâu chí mạng lên 2k mấy đam. Đúng là kịp ba ngồi đào và nó có khác bọt. Lõi thứ ba nào. Ui, nguyên tố luôn ở đây mới húp ngay về luôn, thật. Không có còn gì để mà suy nghĩ nữa. Tại vì tài lon của mình đang là tài lon one shot, là một mạng, chỉ cần với một skill thôi. Và cái lõi của mình đang có là lõi hồi 40 mana mỗi khi giết được một mạng nha. Đi chung với lõi nguyên tố luôn này nữa, giết được một mạng hồi thêm 30 mana nữa là đủ 70 mana luôn. Và cái lượng mana gốc của tài lon đó chính là 70 luôn nha. Bây giờ có nghĩa là tài lon chỉ cần quy tới chết luôn mọi người ơi. Quay cái combo này hơi ác nha. Chọn một phát hồi 70 mana là cứ một mạng là cứ được hồi máu thôi. Và đang được cái combo thêm mấy khảm bảo thạch này nữa này, chọt có tỷ lệ chí mạng, nó chí mạng chắc chắn chết đó. Bay sao mà đi trúng quyền trưởng nữa chứ. Hơi là lúc đầu game mình lắp một cái gì khổng lồ á, và lay game thì nó sẽ không bị thiếu đam. Chọn nó. Một chọt nè. Nhảy một chọt nè. Nhảy một chọt. Ok, nhảy. Trời. Mọi người có bao giờ thấy con tài lon 14 cái đam chưa? What the. Đúng là mùa này không thể nào mà khinh thường được tướng 1 vàng, 2 vàng hoặc là 3 vàng mọi người ơi. Những cái mùa trước, mùa 7, mùa 6 á, thì có vẻ như là tướng 1 vàng, 2 vàng nó chỉ mạnh lúc đầu với lại là giữa game thôi. Nhưng mà về late game á, nó sẽ hơi bị đuối. Nhưng mà riêng cái mùa này có nâng cấp tướng, tướng 1 vàng bây giờ và late game solo với tướng 4, 5 vàng 2 sao là bình thường luôn, mình gặp nhiều rồi. Nhất là những cái phân bài siêu nhân, lỗi vai đáy là nó dù cho nó level 6, level 7 á, nó vẫn đánh thắng những cái thằng nào mà có 9 hoặc là 10 slot full cái phân bài XODE luôn. Ảo lắm. Đây, chỉ cần tài lon nó tích được tầm 1 đến 2 cái stat của cái quyền trưởng nó chọt một phát nữa. Nè, một chọt nè. Hồi mana không dây hồi chiêu. Holy shit. Nhưng mà một cái bài khắc chế, những cái bài sốc đam rất tốt như này á, lại chính là cái bài ngu binh mà mình đang chơi. Tại vì nó sẽ luôn luôn bất tử khi mà còn một máu. Mà nếu như mà mình chơi những cái lõi như là nguyên tố luân, chiến lợi phẩm hoặc là những cái lõi mà phải giết mạng mới được hồi lại chỉ số á, thì cái bài ngu binh là cái bài khắc chế tốt nhất. Nên hiện tại cái bài Vigo với lại là Aphelios á, mới được xếp hạng là từ S đến S cộng nha. Nó vừa mạnh mà nó vừa khắc chế được meta nữa thì mọi người hiểu rồi đó. Này thì nhường cho mọi người lấy thôi. Đồ đam mình đủ rồi, chắc là sẽ lấy đồ tăng vậy. Ô con Z này không ai lấy hả? Mình không cần hay lắm, mình đang cần đồ tăng hơn nha mọi người ơi. Chứ còn cái dàn tăng đủ châu để con tài lon này nó quẩy là ok. Nếu như mọi người nào mà có được cái lõi nâng cấp tài lon như mình nè thì hoàn toàn có thể chơi được một cái form bài tài lon carry nha. Khá là mạnh luôn á. Và bài này hoàn toàn có thể trở thành được một cái meta. Tại vì
Mình đã từng thấy những cái ông thách đấu chơi cái bài này để mày leo răng rồi, mình không nói xạo nha mọi người ơi, đã có rồi á. Mày chủ yếu á là phải tài lon ra được nâng cấp tướng sớm thì mấy ông mới chốt bài. Chứ nếu như mà tầm lỗi hai cái kiểu mà nó ra nâng cấp tướng một vàng hai vàng á thì mấy ông chốt bài không có được. Trời ơi, nó chọt. Vãi trưởng. Ông này có vuốt rồng thì hơi trâu á. Gặp cái thằng nào mà trâu trâu như vậy nè, hoặc là có vuốt rồng á thì bị khắc chế một phần. Alistair 2 sao, ok. Dàn tăng bắt đầu cứng cứng rồi đấy. Ron đã kiếm tướng bỏ vào thôi mọi người ơi. Chủ thắng 8 trận rồi nha. Eco nè, kích hộ công. Mình đang kiếm Viego 2 sao mà nó không ra một con nào hết. Sao tướng 4 vàng 2 sao khét nó ra dễ quá vậy ta. Ở đây rồi, có Viego. Chưa kịp mua luôn chứ. Eco 2 nè. Thắng trận này là có đủ tiền mua Viego nè. Chọt kìa này. Hôm nay nâng cấp Vi à, cũng trâu đấy. Con kia nó còn kéo tướng vô cho, à đúng rồi, con Jack còn có con Jack nó phân thân ra, xong một cái thêm quẻ sinh nào ra nó còn kéo tướng vô nữa. Aphelios luôn à? Dễ chưa? Rồi. 6 ngu binh với lại là 3 ngồi đạo nha. Cái này mà còn không giữ được cái chủ thắng này nữa thì đúng là kỳ. Nhưng mà chỉ cần Ronald kiếm con Viego này 2 sao thôi là đủ. Vãi trưởng á, bài mạnh vãi. Bài này anh em hoàn toàn có thể sử dụng để mà leo răng được luôn á nha. Mạnh vãi đái ra. Mình nhớ không nhầm thì cái bài này nhiều trang web tổng hợp meta á mọi người. Nhiều trang web bên nước ngoài người ta tổng hợp những cái meta đang hot á. Thì bài này nó cũng đang xếp vào cái vị trí là tầm A đến A cộng nha. Ông này Tây Ly Gia Kari mà chưa có 2 sao. Trời ơi thì thôi chứ. Tài lon. Móc đi bạn. Đúng rồi, một móc thôi. Mỗi đứa một móc thôi. Annie là full tăng thì hai móc mọi người ơi. Hết nước chấm chưa? Game là dễ á. Chủ thắng 10 trận luôn rồi nè. Rao 5 chấm và còn tận 6 người. Nhưng mà cái lượng máu nó đều là xem nhau hết. Chỉ có mình là hơi bị cách biệt thôi. Đây rồi, Viego tự 2 luôn. Giờ chắc là mình sẽ tích tiền và lên level 9 nha mọi người ơi. Tại vì Viego nó tự 2 sao rồi. Mà còn Aphelios này rồi nó level 8 á. Thì nhìn nó lại hơi đần. Ông này là chủ lực đi chung với xạ kích Aphelios Carry à. Cũng mạnh đấy. Tài lon, xỉ nó, đúng rồi, xỉ nó. Ôi, hồi trước đã có tài lon nó đã mạnh rồi, giờ thêm cái quả Viego nữa. Mọi người thấy ông Viego mới có 2 sao và chỉ cầm một cái huyết kiếm thôi nha. Không phải là trang bị chuẩn á. Mà cái lượng đam nó gây ra nó còn nhiều hơn con tài lon đang 3 sao, 3 đồ và có nâng cấp tướng luôn. Kinh khủng thật. Con Viego này là mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn rất là kỹ và cách sử dụng nó rồi ở trong cái meta này nha. Và build đồ là nổi xét nè, gì khổng lồ, bàn tay công lý, kiếm súng, găng bảo thạch, nói chung là những cái trang bị hợp lý cho nó là ok. Tại vì bây giờ tướng carry tầm 4-5 vàng đâu cần phải trang bị chuẩn đâu, không phải cần chuẩn như sách giáo khoa nha, đồ xài được là ok rồi. Để bộ tài lon như mình này cũng đâu phải là trang bị chuẩn đâu nè, chỉ cần nó thích hợp với cái meta và đồ mình đang có là ok. Nó một chọt thấy không, vẫn sốc đen như bình thường. Chọn nó đóng băng lâu thế. Trời ơi, Samira 2 sao. Samira 2 cái kiểu, Sona 2 cái kiểu. Mình thề với mọi người luôn á, cái con Siuni ở cái mùa này, cái móc 2 sao á, nó làm chón lâu vãi. Không biết là Riot có cân nhắc nớp lại cái thời gian hoặc là cái khả năng làm chón của con Siuni này không. Nhưng mà nó đang có tỷ lệ làm chón khá là lâu á nha.
Và mình nhớ không nhầm là mình đã đọc được ở đâu đó ở trên mạng là có cái thông báo rằng là con Siyuni với lại là con Echo là hai cái vị tướng đang được người ta sử dụng kẹp vào tất cả các đội hình mà có thể kẹp được nha. Mà nó đang có tỷ lệ là thắng hoặc là lọt top đang là cao nhất luôn với hai con này, hai con tướng tăng cơ đang rất là uy tín này. Một là Echo, hai là con Siyuni nha. Cả hai con này đều tăng cơ tốt vãi đái và có lượng hiệu ứng khống chế rất là lâu. Echo thì mỗi khi mà nó lướt đúng không, nó sẽ khiêu khích tất cả các thằng nào mà nó lướt chúng, xong mỗi còn tạo giáp nữa, vừa cover được mà vừa tăng được. Còn con Siyu này mọi người thấy đấy, nó trốn lâu vờ lờ. Được cái là tà lon này nó sẽ nhảy và bắt carry hàng sau nè. Đây là một cái điều mà một cái vị tướng carry khác đều cần hiện tại. Anh em nên nhớ rằng cái mùa này không còn sát thủ nữa, và chỉ có tầm 2 đến 3 vị tướng hoặc là một cái tộc hệ duy nhất đó, là có thể bắt cái chủ lực của team bạn một cách dễ dàng như vậy thôi. Tướng á thì mình có Virgo, nó nhảy lung tung loạn xạ và nhiều khi là nhảy trúng carry của team địch ở hàng 3, hàng 4. Thứ hai á là con Tài Lon này, một cái vị tướng mà mỗi khi mà nó sử dụng skill á là nó sẽ nhảy nha, nếu như mà đối phương của nó cách nó quá xa. Và thứ ba á là cái hệ tinh tặc nha mọi người. Đây là ba con tướng mà mình có thể kể tên để mọi người có thể sử dụng khi mà leo rank muốn khắc chế được những cái form bài nào mà tướng carry đứng hàng 3 hoặc là hàng 4 nha. Còn những con fit đồ tích như thế này nè thì mình thấy nó không có sốc đem chết nổi đâu. Bây giờ lắp huyết kiếm hoặc là có thêm một chút kháng phép tí là sao mà sốc đem chết được. Trời ơi, con bắt ác. Tà Lon nó nhảy nó bắt carry ác không mọi người, với con Virgo kìa. Hai con này xong kiếm hợp bích luôn á. Trời ơi, ông này gặp bạn ảo của mình. Ôi từ từ nha. Ông mình thua. Vô lý. Mình sao mà thua được anh em, vô lý quá. Hồi nãy mình gặp cái ông đó mình còn đánh cho ông ra bãi mà bây giờ mình thua. Hư cấu. Uầy, Virgo 2 sao. Có nên bỏ hai con vào chơi luôn không? Cái này mà rớt một cái Neko là mình quất Virgo 3 luôn. Và còn một con tướng 5 vàng nữa có thể là giúp cho team mình tiếp cận những con tướng carry đứng hàng 3, hàng 4 nó dễ hơn. Đó chính là con Ugot nha. Khi mà sử dụng skill chúng á, nó sẽ đẩy tất cả kẻ địch nào mà đứng trên skill của nó về lại team mình một ô. Giả bộ hàng 4 á, nó sẽ tới hàng 3, hàng 3 tới hàng 2 và cứ tiếp tục là như vậy. Thì đó chỉ là một cái giải pháp phụ thôi. Còn tướng carry mà khắc chế tốt nhất hiện tại, một là Tà Lon, hai là Virgo và ba là kết hợp đi chung với hệ tinh tặc như là Zed, Liberlang các kiểu gì đó để bắt những cái tướng hàng sau carry nha. Mình gợi ý thôi. Đây, Virgo đồ cũng khá là ngon rồi. Ugot ra khá là nhiều nhưng mà mình không cần. Aphelios hả? Hết tiền rồi nè. Bán thôi. Lại lát cái đậu xanh thôi. Đây rồi, Diona. Hộ công. Hộ công là tăng cái gì? Hộ công là tăng kháng phép nha. Và tướng hộ công được tăng gấp đôi kháng phép nha mọi người. Còn vệ quân á là được tăng giáp. Hai cái tộc hệ này khá là giống mấy cái tộc hệ khác chứ thôi, cũng là tăng cơ. Tà Lon chọt. Ui dồi, lát giật giật một cái mà tem bạn carry hàng sau chết hết. Chọt, ác chưa? Ác chưa? Quên luôn ông ta, quên luôn ông ta. Quên luôn kìa. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.